Thực hiện sắp xếp khu phố, phường Bến Nghé, quận 1 dự kiến có một khu phố đặt tên theo chữ, đó là khu phố Ba Son, nằm trọn vẹn trong khu dân cư Vinhome Ba Son. Nội dung này cũng đã được quận 1 thống nhất và sẽ trình Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua. Song song đó, nhiều quận khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ sắp xếp lại các khu phố. Khu phố dự kiến đặt tên Ba Son trước đây thuộc khu phố 1. Sau khi xây dựng chung cư Vinhomes Ba Son thì số hộ dân tăng lên rất nhiều. Chung cư này lại nằm ở khu vực riêng biệt tại tổng công ty Ba Son cũ, nên phường quyết định tách chung cư này làm khu phố mới, dự kiến là khu phố chính. Tuy nhiên, nhiều người dân đề xuất đặt tên khu phố Ba Son cho dễ nhớ, vì đây cũng là địa điểm đặc thù của phường, nói tới phường Bến Nghé là nói tới Ba Son. Hiện nay thì phường cũng đã chuẩn bị dự kiến các thành phần cũng nằm trong khu phố mới, đầy đủ các nhân sự theo năm chức danh. Tuy nhiên, ban điều hành mới thì cũng gặp khó khăn, và cũng qua đó cũng muốn đề xuất là trong cái quá trình làm việc này thì sẽ đề xuất cảnh sát khu vực sẽ đương nhiên là một cái thành phần ở trong ban quản trị chung cư hoặc là ban điều hành khu phố, để là cái nhịp nối giữa chính quyền địa phương với lại người dân tại khu phố mới này. Bố trí nhân sự sau sắp xếp nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn cũng là vấn đề mà nhiều quận huyện gặp phải. Để nắm bắt tình hình và gỡ khó, hướng dẫn cho địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố đã lập 3 đoàn giám sát quá trình triển khai sắp xếp khu phố ấp trên địa bàn. Nhiều ý kiến đã được các quận phản ánh. Các cái thành viên của khu phố mới thì cảm thấy áp lực vì chỉ có 5 người hoạt động, chứ không phải là một cái thành phần mười mấy thành viên như trước đây. Đòi hỏi các cái thành viên mới này có cái tinh thần trách nhiệm cao, có cái sự đầu tư, thời gian công tác nhiều hơn. Trong buổi làm việc mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoang lưu ý các quận phải tính toán và có đề xuất về cơ chế bố trí thành viên ban quản trị chung cư vào ban điều hành khu phố để vừa làm công tác chính trị tư tưởng, phong trào quần chúng, vừa làm quản trị tổ dân cư. Thì tôi đề nghị là cái này các đồng chí cũng phải bàn đề xuất đưa ra cho ban cán sự đảng, rồi trình cho thành ủy và hội đồng có ý kiến. Và tôi nghĩ rằng là cái này đó, mình xem ban điều hành khu phố như là một cái đội ngũ không chuyên trách công chức viên chức xã phường thị trấn, và đội ngũ cán bộ của mình luôn, và đưa cái quản lý ban điều hành khu phố và ấp trên địa bàn thành phố vào trong cái danh mục của chúng ta quản trị luôn. Từ nay đến cuối năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó phải cụ thể hóa đề án nhân sự ở từng khu phố, chú trọng tìm đúng người, đủ số lượng, cơ cấu, ưu tiên người có tiềm năng, trẻ, có năng lực, sức khỏe, uy tín, có điều kiện tham gia. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các địa phương chuẩn bị lễ công bố các khu phố mới vào đầu năm 2024, đặc biệt phải tri ân tất cả những người tham gia hoạt động khu phố, tổ dân phố từ trước đến nay.